Đấy, nay em Thìn để xuống kiểm tra đường thế nào, mưa gió xem anh em làm sao. Rất là tốt đẹp. Trên này hôm qua làm xong là cho anh em chơi bạt hết. Sáng này mới lột ra. Mới tuyệt vời vậy chứ không là lại dỗ hết. Đêm qua mưa suốt đêm cũng lo chứ. Thì sợ là sáng nay là không làm được, nhưng mà mưa lên bay này thì làm lại tốt. Nước sói ghê lắm á. Bên đây nó sói thành cái mương. Đây này, do hai bên bờ này mình chưa khai được này. Nó mới ứ lại, nó mới chảy vào đường. Nhưng mà hôm qua mấy anh em khai ra là hết luôn. Lấy cái cuốc cạo là nó chảy hết ra bên này luôn. Đấy, theo, đây là cái vạch này này. Đó là chảy ra đây. À, anh hỏi em bây giờ là nhiều cô chú trên kênh nữa hỏi là có nên làm nhà vệ sinh không? Thì anh đang tính làm ở góc kia mấy cái nhà thì ý của em như nào? Nhà vệ sinh giờ chưa làm được các. Không có người dọn dẹp thì nó dơ lắm, đất đây đất bỏ đây đi vô thôi chứ. Với lại giờ đất mình khu vực này mình cũng không biết đặt ở đâu cho nó hợp lý. Đúng rồi. Thì đấy, qua kênh thì cô chú anh chị à phải thông cảm, bởi vì cái nhà vệ sinh thì xây nó rất đơn giản thôi, bởi vì cả con đường này còn làm được mà cái nhà vệ sinh. Nhưng mà vấn đề em thì nói là ai là người dọn này, rồi nhiều Phật tử cũng nhiều người cũng chưa ý thức, cũng còn rất là kém, cho nên là cũng rất là lo ngại vấn đề này, đúng không? Để xem bên kia mở quán nước chắc người ta cũng làm nhà vệ sinh bên đó. À, bên bên kia là mấy nhà mở quán nước định xây nhà vệ sinh à? À, cái đấy thì tốt. À, cũng nghe là Dung chuẩn bị làm mấy cái nhà bán nước thì có khi là xây nhà vệ sinh đấy. À, cái đấy thì tốt rồi, nếu mà được như vậy thì Phật tử đi lại. Mình đặt trên đây thì lại không có nước. Đó. Đúng rồi. Đặt dưới cốc thì lại cốc nơi linh. Đúng rồi. Nó mất nhà vệ sinh. Nó mất mỹ quan đúng không? À, thân mến chào toàn thể của chương trình các bạn. Lại quay trở lại video tiếp theo của em dâu. Thì ngày hôm nay là ngày 29 tháng 8. Thời tiết thì ngày hôm nay là cũng có mưa nhẹ. Và đêm hôm qua thì cũng có mưa rất là nhiều. Nhưng mà buổi sáng hôm nay thì trời hơi lầy bay thôi, sương mù thì nhiều. Thì anh em vẫn tiếp tục làm để cho đủ kịp cái tiến độ. Trong cái thời tiết trời mưa nhẹ thế này thì anh em vẫn quyết định làm để cho cái tiến độ nó kịp. Đấy, thì buổi sáng hôm nay thì vẫn dùng chiếc công đông, bởi vì cái quãng đường là nó còn rất là ngắn, nó không còn dài như hôm bữa nữa. Đường hôm nay đã đổ đến đầu đây rồi. Thì nhà trộn ở trên công đông và chỉ việc hất vào máy trộn thôi. Cao cao đấy. Ê, qua cái lá đi anh ạ. Lá ấy bớt đi nhá. Anh nhặt lá đi, không nó vào. Ô, thầy biết đấu điện luôn à? Biết luôn. Giỏi nhỉ. Trời ơi. Vậy là tình hình là hôm qua mưa là mình ấy là không bị gì, chê bạt hết, ok gì. Đấy. Rút kinh nghiệm là hôm trước là không chê bạt, là bị dỗ mất khoảng 10 mét của chú chị ạ. Thì chiều ngày hôm qua trước khi nghỉ là thầy cho là chê bạt hết. Đó. Che bạt và đắp bờ lại những cái đoạn nước chảy xuống. Rất là ok luôn. Tuyệt vời hả? Đấy, hôm qua che và đắp bờ lại thì đúng bài đúng không? Đấy, không bị trôi nữa. Đây, hôm qua là đắp bờ chỗ này. Đấy, và che bạt lại. Đắp bờ hôm qua là đắp bờ khu vực này và để cho cái máng nước chảy đi đây. Đó, nước qua chảy tuột xuống đây luôn. Không chảy vào đây nữa, cho nên là rất là ok. Làm xong con đường này là mang cái máy thổi đường ra thổi cho nó sạch sẽ đi.
xong những cái chỗ nào mà hôm bữa nó còn rỗ chưa được thì lại chám lại. Ừ, ngoài hòa xi măng đặc mình chám lại, bởi vì mấy hôm bữa là mưa là nó bị rỗ một số chỗ là chưa xử lý được. Tốt, ok, chào anh nhá. Nay trời nó hơi mưa nhỉ? Mưa này bê tông hơi mát. À, với mát là nhưng mà trộn khô khô một tí không lại không rút được nước nha. Thầy ông ơi, cái đường nó ướt thế này thì mình trộn khô khô một xíu nhỉ? Chứ nếu mà mình trộn lỏng quá là cái đường nó ướt này nó chảy xi đấy. Trộn hơi khô khô một xíu. Bảo chết rồi, đêm qua mưa thì rách suốt đêm. Bảo chết đêm luôn này. Bảo sáng nay mà không biết nếu mà có mưa này chết, mà sáng mai có sáng này vừa gọi là bay bay thôi. Không tù bật đâu má. Vâng. Ở dưới cầu tới huyện là nó mưa nhưng mà xuống đây không mưa. Thầy biết không, đi qua cái cầu đó châm sương mù dày đặc luôn. Không việc gì hết. Đây mà đây bảo Sơn qua, vậy Sơn cũng bảo thôi về đi anh. Về gì cứ xuống là biết. Mà nãy quên thì không quay cái cảnh sương mù ở cái cầu đó châm cho cô chú anh chị trên kênh xem. Sương mù đẹp như Đà Lạt luôn. Giống như ở Sapa. Đấy, muỗi đốt là không được giết nha thầy nhá. Chỉ được thổi thôi nghe chưa? Giết thì sao được mà giết. Hình như hôm qua có thấy thầy phát hai lần đấy. Hả? Hôm qua nhìn thấy thầy phát mũi hai lần đấy nhá. Phát thì sẽ được phát đi, đến mũi phát. Đấy à? Bạn nhân này có cái bài thơ là vì mày tao phải đánh tao, mà vì tao tao đánh cả tao lớn mày. À, lanh quanh là con mũi nó đốt là mình phải phát đấy. Vật liệu đến tầm này là thế ổn không hả thầy? À. Để cào. Thiếu khoảng 5-6 xe nữa hả? Chứ vậy có mà chết à? Phải ý là sợ có khi phải hết 5-6 xe nữa. Không được thì đá được, không được. Vướng. Dưới chân chú nó kìa, dưới chân kia xách một số đá. Mà mình chỉ lắm mà. Bỏ dưới số ông tô mà sao được. Đài xong chưa, ra vào khi bật điện đi nhá. Này, đi làm đường thầy là làm mấy cái ngày này là phải ngủ chay đi nhá. Ngủ chay. Phải giữ giới nghe chưa? Có giữ giới không? Có, ngủ mình nha. À, mắc màn ra ngoài vườn ngủ gì? Đó, ngủ ngoài sân. Thầy Hùng thầy dặn rồi là bảo mấy ngày này anh em làm đường là phải ngủ chay đi nhá. Tối là phải mắc màn ngủ riêng nha nghe chưa? Say hết là ngủ hết. Khi nào làm xong con đường này thì ta có thể hòa đồng với cách mạng được. Phải ngủ chay hết nhá. Ở nhà không đi đâu. Bữa đi ngủ chay mà đâu làm gì đâu. À vậy hôm nay là vẫn 7 chiến sĩ à? À một chiến sĩ đang làm đường và 6 chiến sĩ đang ở đây. Em nữa là 8 nhưng em chỉ có mỗi ngồi đứng quay không, em cũng làm cái gì ngại thế không biết. À, thời tiết trời cũng hơi lay bay, gọi là mưa xuân lác đác thôi, không có gì nè là cản trở đấy anh em làm cả. Nhưng mà đường là nó hơi ướt nên chúng ta có nên trộn khô một tí không anh nhỉ? Anh Sơn nhỉ? Hả? Nó hơi ướt thì mình trộn khô một tí à? Chứ không là nó không rút được đâu. Không, đừng khô quá là khó cản. Đúng rồi, hơi hơi thôi. Bê tông thôi. Như cháu Đạc có được không? À, như cháu Đạc hả? Ừ, khô quá thế này, bê tông cản khó. Tôi vẫn nặng ấy. Cô chú anh chị trên kênh này hỏi là cái thước này có dày không hay là 5-6 phân. Thước này 10 phân đấy cô chú anh chị nhá. Thước 10 phân đấy ạ. Đó. Với lại cái độ chênh phô của đường này cô chú anh chị nhìn là nhiều khi nó chênh này nó còn dày, có chỗ dày mười mấy 20 phân luôn đấy, không phải là ít đâu. Nó cũng san rồi nhưng mà nhiều chỗ cũng không tránh được cái chuyện là nó có sự gập ghềnh. Máy ủi thì ủi rồi nhưng mà đi lại rồi công nông nó cũng có một số cái vết. Anh em cũng phải là gia công lại để san cho nó tương đối. Đấy, hôm qua mình vừa che bạt này vừa chặn cái đường máng này là
là đẹp ngay. Đấy, sổ hổ đầu tiên trong buổi sáng ngày hôm nay. Sao đã đặc tí thì trời mưa. Cái đấu bao nhiêu còn nước. Đấy đó, dằn rồi đó, đừng nào mà. Đó. Tí cho thì ấy giả giả tí nữa. Ăn cái nào này, bảo bảo giả giả mấy tí cho giả giả. À, bây giờ dâu sẽ xuống dưới cốc xem là tình hình mưa gió buổi sáng ngày hôm nay thế nào nhá. Đi xuống dưới cốc của thầy để xem có gì không, dọn dẹp sơ qua đi một xíu. Đó, qua là che chắn phủ biết là nó mượt mà ngay, đẹp ngay, sáng này lại rỡ ra. Đấy. Đường đi bắt đầu là đẹp rồi. Đó, ngày hôm qua là rút kinh nghiệm là anh em chặn cái đường lại, bởi vì á, trong khi mà làm cái con đường này thì lấy mặt bằng và nước cứ chảy theo cái này thì mình không chặn lại thì nó sẽ chảy thẳng ở đây. Khi mà làm đường xong thì nước nó sẽ ra đường ra lối luôn, nó không xâm phạm lên trên mặt bê tông nữa. Nên là sáng ngày hôm nay là sạch sẽ luôn. Đó, hôm qua là đất ú hết lại ở đây luôn. Tuyệt vời luôn. Con đường sắp được hoàn thành rồi của chú anh chị ạ. Đó. Sắp sửa được hoàn thành rồi. Mong của chú anh chị theo dõi kênh của dâu, luôn luôn ủng hộ cũng như là chia sẻ. Cho em một like, một đăng ký kênh nhá, của chú anh chị nhá. Chú anh chị nào mà chưa đăng ký kênh thì đăng ký ủng hộ cho dâu nhá. Bây giờ xin mời của chú anh chị các bạn đi xuống dưới khu cốc của thầy để xem buổi sáng hôm nay như thế nào. Em dọn dẹp một chút. Mực nước ngày hôm nay đêm qua mưa nhiều, nay lại có thể có hiện tượng dâng lên rồi đấy. Nước này cũng lại dâng lên khá là nhiều, bởi vì suốt đêm ngày hôm qua là mưa. Buổi sáng hôm nay thì vẫn có một số Phật tử đi về. Chào mấy cô với chị nhá. Ồ, cô cái áo vàng đẹp quá nhỉ. Chào chị nhá. Theo dõi em nhiều lắm, hôm nay có duyên là đây. Thế cảm ơn chị nhá. Chúc chị nhiều sức khỏe nhá. Chị đâu tới nhỉ? Bình Dương rồi. Bình Dương à? Đây, Sài Gòn mà. Đi làm công ty, rồi nay ra biển hồ về thăm mẹ, anh em, cha mẹ ở đấy. Dạ. Sẵn có duyên ghé đây, lại công nhân bữa nay được nghỉ. Dạ vâng, vẫn chị đi bằng ô tô ra đây à? Đấy, có thằng em nó chở nó để xe trên đó. Dạ. Chị xuống đây lâu chưa? Chị xuống được xuống qua. Dạ. Hôm qua mà xuống cốc thầy thì sáng nay mới xuống cốc thầy. Dạ. Cốc thầy được cái lúc rồi. Đêm qua mưa suốt đêm luôn. Mưa em cũng đang lo là sợ sáng nay mưa mà thợ không làm được đường, nhưng mà may quá sáng nay thời tiết này thì đổ bê tông vẫn cứ đẹp. Làm đường làm này làm kia. Rồi em ấy trời ơi. Ở chồng ấy theo dõi hàng ngày. Em với này chị Hiền Nguyễn là bà chị ở Hà Nội, hai chị em làm. Hai chị em nói làm đó. Và cũng có một cái tin vui là có một anh ở bên Anh Quốc là anh tài trợ cái dàn bóng điện. Khi em làm xong con đường này thì sẽ lắp cái dàn bóng điện nó lên và ghế đá. Đấy cũng rất là vui mừng vì cũng theo dõi 300m cô ạ. Con đường đấy 300m. Cũng theo dõi. Cô đẩy luôn hả? Không, từ đầu đường từ chỗ cái thuyền nó đi lên. Mai mốt là cô chú đi xuống đây. Vâng, đi xuống đây xong đi vòng qua nó đi qua vườn sầu riêng. Chưa. Hôm thấy mưa hay gì rồi thấy xe nó đổ. Chắc là ngày nay hoặc ngày mai nó có khả năng là xong. Dạ vâng. 2 hectare. Vâng, hai hết. Vâng. Chị cũng theo dõi nhưng mà cũng nói chung là cũng không có biết là để mua cái gì đành lễ thầy. Thế vâng. Tôi xuống đến đây thì cháu nó bảo mua nước đành lễ. Thì nói chung là mình đến đây là cái tâm là quan trọng. Vâng. Vậy thầy cũng không mưu cầu là chúng ta phải mua hoa quả hay bánh trái gì. Đến đây bằng cái tâm.
Và chúng ta đánh lễ làm sao là hoan hỷ vui vẻ là tốt đẹp mà thế thôi. Cảm ơn rồi các em, nhờ các em cũng mới biết được đến như thế này, cũng theo dõi nhiều lắm nhưng mà đây có duyên ra đến đây rồi thăm anh em cha mẹ rồi ghé đây luôn. Vậy là chị cũng hay theo dõi kênh của em hả? Em chị theo dõi nhiều lắm, chị có số chị lưu số điện thoại cho mấy rồi. Cảm ơn chị rất là nhiều. Tính điện cho em nhưng mà sáng nay nắng thì chị không có điện, nó nghỉ hết rồi. Coi quên ngủ luôn, tối đi làm về tối coi quên ngủ. À vậy là chị định bao giờ về hay sao? Chị mai mốt còn bà chị nữa ở ngoài Bắc vào thì cũng lại đưa vào đây nữa. Dạ. Xong rồi chị mới về trong đó, hết lễ thì các chị mới đi làm công ty trở lại. À rồi, vậy là trưa nay là chị đi những chỗ nào, định đi đâu chưa? Chưa, giờ còn mới xuống đây thôi, chưa biết tính lên ghế em nhìn chơi tí. À vậy chị đã qua chỗ nhà cha mẹ thầy chưa? Chưa biết nhà cha mẹ thầy chỗ nào. À xíu này cô em này chị nhá. Dạ. À dẫn lên trên chỗ, đến đây có một đoạn thôi. Có 2 cây thôi mà đi đường nhựa hết là dễ đi lắm. Vâng. Thì chắc là cái thằng em lái xe nó biết, nó bảo nó cũng đi vào đây nhiều lần rồi. Dạ chắc dạ. Là nó biết thì chị này. Vậy là cho em chia sẻ cái hình ảnh của chị lên kênh nhá. Đây thì có mấy chị em. Dạ vâng, em cũng phải xin phép trước đấy. Dạ vâng. Đây có mấy chị em. Dạ. Rồi cũng cảm ơn em nhiều. Dạ vâng. Hôm qua là trời mưa này. Điện thoại của em luôn rồi đấy. Và nước cũng nhiều đấy. Ui cá, ui cá nè. Cá nhiều lắm. Ừ, nói chung là buổi sáng là bọn em cũng hay cho ăn nhưng mà sáng nay đi vội quá, mấy anh em thợ thuyền kiểu xuống xem là mưa có làm đấy không, như nào đi cũng quên, cũng mang cám đi. Ủa, em ở ngoài Hà Nội hả? Em ở ngoài Bắc là Nam Định nhưng mà em vào trong này là cũng 22 năm rồi đấy. À. Cũng dạ vâng. Em ở Tây Ninh đi đây có mình An Giang á. Em. Dạ, đi ừ. Anh rồi ok dạ. Yeah. Tại ông xã em khó lắm, thấy YouTube sợ ông xã mình la em. La hả? Dạ. Ông xã này bảo ôi cho vợ mình đến tận cốc thầy cái này mừng ngó chứ sao la được. Dạ sợ, vậy em chỉ sợ vậy thôi. Dạ. Đây thì Đức thì đây rồi. Anh này em thì xuống kiểm tra đường thế nào, mưa gió xem anh em làm sao. Rất là tốt đẹp. Trên này hôm qua làm xong là cho anh em chơi bạt hết. Sáng này mới lột ra. Mới tuyệt vời vậy chứ không là lại dỗ hết. Đêm qua mưa suốt đêm cũng lo chứ. Thì sợ là sáng nay là không làm được nhưng mà mưa lên bay này thì làm lại tốt. Nước sói ghê lắm á. Bên đây nó sói thành cái mương. Đây này do hai bên bờ này mình chưa khai được này. Nó mới ứ lại, nó mới chảy vào đường. Nhưng mà hôm qua mấy anh em khai ra là hết luôn. Lấy cái cuốc cạo là chảy hết ra bên này luôn. Đấy, theo đây là cái vạch này này, đó là chảy ra đây. Mai mốt cái đường máng bên này là mình làm xong cái đường là nó dốc sang bên đây hết chứ mà. Sau bây giờ mình đang làm nó chừng như nhiều cái bề chặn lại, hiểu không? Làm không đến đâu lại đến đó. Đúng rồi. Xi măng này trộn cái mác thì tốt đấy. Bảo làm xanh ngắt như vậy luôn. Cứ bảo làm sao tốt hết cỡ cho cái đường nó chuẩn là được. Có khả năng là trong ngày hôm nay có khả năng là nếu mà thời tiết ủng hộ thuận tiện thì trong khả năng ngày hôm nay là có khi xong. Thế thời tiết ủng hộ là đang mưa đấy. Đấy. Nói chung lên đây là sướng rồi, lên đây là nhàn quá, mấy bữa làm dưới kia là xe cứ phải ấy xuống. Đất đây là mưa, con nước xuống. Ừ. Nhão như cháo. Mưa gió, mưa gió. Mưa gió, mưa gió. À, anh hỏi em đi bây giờ là nhiều cô chú trên kênh nữa hỏi là có lên làm nhà vệ sinh không? Thì anh đang tính làm ở góc kia mấy cái nhà thì ý của em như thế nào? Nhà vệ sinh giờ chưa làm được đâu. Không có người dọn dẹp thì nó dơ lắm, đất đây đất cỏ đây đi vô thôi chứ. Với lại giờ đất mình khu vực này mình cũng không biết đặt ở đâu cho nó hợp lý. Đúng rồi. Thì đấy, qua kênh thì cô chú anh chị
phải thông cảm, bởi vì cái nhà vệ sinh thì xây nó rất đơn giản thôi, bởi vì cả con đường này còn làm được mà, cái nhà vệ sinh. Nhưng mà vấn đề em thì nói là ai là người dọn này, rồi nhiều Phật tử cũng nhiều người cũng chưa ý thức, cũng còn rất là kém, cho nên là cũng rất là lo ngại vấn đề đấy, đúng không? Để xem bên kia mở quán nước, chắc người ta cũng làm nhà vệ sinh bên đó. À, bên kia là mấy nhà mở quán nước định xây nhà vệ sinh à? À, cái đấy thì tốt. À, cũng nghe là Dung chuẩn bị làm mấy cái nhà bán nước thì có khi là xây nhà vệ sinh đấy. À, cái đấy thì tốt rồi, nếu mà được như vậy thì Phật tử đi lại. Mình đặt trên đây thì dậy không có nước. Đó. Đúng rồi. Đặt dưới cốc thì cốc nơi linh. Đúng rồi. Nó mất nhà vệ sinh. Nó mất mỹ quan đúng không? Đúng rồi, đặt trên đây thì nước không có, mà đặt dưới cốc thì cũng mất mỹ quan. Nhưng mà cũng mong sao bên kia người ta làm quán nước, người ta làm lên mấy cái nhà vệ sinh nha. Thì cái này tuyệt vời đấy. Xem xét đấy. Cứ ai nêu ra ý kiến mình làm ngay thì cũng chưa được xem. À rồi, ok. Này nói chung là thời tiết này là làm vẫn ổn mà, không mưa quá. Đấy, qua kênh thì em Thìn cũng nói là để xem xét thế nào cho nó cụ thể. Vấn đề cái nhà vệ sinh này cũng là rất là nan giải, bởi vì bây giờ mình làm ra được nhưng mà ai là người dọn này, rồi vấn đề nước nôi nữa ở trên này rất là khó, mà làm ở khu vực dưới cốc thì nó lại mất cái mỹ quan. Đấy, vấn đề chính là như vậy. Cũng nghe có một tin là bên cạnh này có một anh là chuẩn bị làm cái nhà đấy, bán nước thì cũng xây một vài cái nhà vệ sinh cho bà con. Cái đấy là một cái tin rất là vui cho cô chú anh chị. Cố gắng hả? Đấy. Để nghe thì măng đổ dây này cơ mà cô chú anh chị. Đấy, đường này 10 phân này, bỗng nhức này. Đi bộ thì đến đời nào hư đúng không thầy? Hư thì sao được. À, chỉ có hỏng thôi không hư đúng không? Ồ, chú đến nó chảy xệ đây kìa. Không, xệ để khô mình à. Để kè thêm thì bạn gốc qua vậy chứ. Do thời tiết là thời tiết nó cũng hơi ẩm ướt cho nên là ẩm ướt nó khó làm. Nhưng mà trời này làm bê tông là đảm bảo nhất. Chắc chết để chậm phải chết từ từ. Nói chung là trời mưa càng mưa lâm râm thì nó càng dưỡng. Đúng rồi, vâng. Xi măng càng tốt. Chỉ có khổ cho người làm thôi chứ còn xi măng thì tốt. Khổ cho người làm. Đó vậy đi, vậy. Vất vả tí thôi. Nhưng mà trong kinh Phật có nói là trong sướng có khổ mà trong khổ lại có sướng. Không phải, đấy là càng khổ này càng sướng. Phật không có nói vậy đâu. À thế hả? Ô Đà Di Đà Phật. Nói thôi. Đó là con người ấy, con nhân có quả hết à. Ừ. Đấy. Nghe đã đi có như đã. Đó nó chỉ có giả cho nó kia. Thầy Hùng có một bài thơ nào về Phật pháp không? Thầy đọc chia sẻ cho chúng sinh, cho đại chúng một bài này nào, có thuộc bài thơ nào không? Không, Phật thì không nói thơ văn. À, không nói về thơ văn à? Phật là chỉ cho đại chúng là giác ngộ, là tìm con đường giác ngộ giải thoát thôi. Dạ. Yeah. Nhưng mà Đức Phật không nói hoa văn thì không nói là nọ kia. Vâng. Đức Phật là chỉ biết cứu sanh đó là. Đi làm đến đâu là phải che đến đấy, cô chú chị ạ. Làm đâu là phải che đấy, vì trời cũng đang có những hạt mưa,
là sợ là khi có nước nhiều quá thì nó chảy sẽ ra. Đó thì nó sẽ bể hết những cái cạnh và nó chảy ra, cho nên là làm đâu là phải lại phải che đến đó. Rất là khó khăn trong cái vấn đề là thời tiết nó cũng chưa được ưu đãi lắm. Nhưng mà thấy thầy Hùng thầy nói là trời mưa này thì xi măng nó càng tốt, nhưng mà nó lại không tốt cho người làm. Đấy, đúng không thầy? Xi măng thì tốt nhưng mà lại không tốt cho người làm. Đi thì lớp nhớp. Đấy, cô chú anh chị nhìn đường này, đó lớp nhớp. Và nó dư nước thì nó cứ xệ ra. Đấy, rất khó. Có khi nào mà nó đang ướt này lúc mình lột nên nó không lột được nữa không thầy? Muốn cho con đường nó nhanh chóng để cho cô chú chị cô bác các Phật tử xa gần đi nè, thầy đội nắng đội mưa đấy. Ngồi đây vẫn có muỗi đốt đấy. Chỗ đấy không cần, có cần che cho đấy không thầy? Anh này che trên này hơn. À. Bây giờ này đang mưa có vẻ đội có vẻ dày ra đấy thầy ạ. Mưa bay bay này nặng lên rồi đấy. À, cảm ơn toàn thể cô chú anh chị và các bạn đã xem hết video của Dâu. Thì trên kênh của Dâu có bán rất nhiều các loại mật ong khoái, mật ong hoa đắng, mật ong ruồi, mật ong hoa cỏ xuyến chi và mật ong cà phê. Ngoài những mật ong ra thì còn có rất nhiều các loại trà, đặc biệt là trà thảo mộc. Trên tay em đang cầm đây là chè dây nhé. Chè dây có tác dụng là giúp cho giải nhiệt này, giải độc này, hỗ trợ viêm loét dạ dày. À, điều trị các chứng như mất ngủ, giảm cân, căng thẳng, rất là tốt cho các bác nào mất ngủ nhé. Đây là chè dây. Còn ngoài cái phần chè dây gồm có là chè lá ổi. Chè lá ổi thì thành phần chính gồm có là lá sen, giả cổ lam, gạo nứt, và thành phần chính không thể thiếu được đó là lá ổi. Trong một túi như này là có 20 túi lọc. Đấy, cô chú anh chị có thể pha với 2 lít đến 2 lít rưỡi nước đun uống thay nước hàng ngày. Ngoài sản phẩm trà lá ổi còn có trà măng cầu. Đấy, trà măng cầu và loại 1 và loại 2 rất là tốt. Và đây đặc biệt đây là còn tiêu này. Tiêu này là tiêu nguyên chất lấy của em Thìn, em trai của thầy Thích Minh Tuệ nhé. Đó, em Thìn em trai của thầy Thích Minh Tuệ, cô chú mà ủng hộ thì cũng gọi vào số hotline để ủng hộ cho em Thìn cô chú anh chị nhé. Ngoài những sản phẩm trên còn có cà phê. Đó, đây là cà phê nguyên hạt, cô chú anh chị có thể mua về tự xay và uống lấy. Đây là cà phê truyền thống. Đấy, cà phê truyền thống thì Dâu có lấy của sư bá là anh trai của thầy Thích Minh Tuệ đó. Và cà phê hòa tan, cà phê sữa, giá cả như thế nào thì cô chú anh chị cũng gọi vào cái số hotline mà Dâu đã ghi trên màn hình.
Đó, đây còn là mặt hàng nữa, đó là nụ hoa tam thất. Đó, nụ hoa tam thất thì uống rất là tốt đấy, giúp bổ máu này, lợi cho đường, hỗ trợ cho huyết áp này, đặc biệt là đối với những người mà có huyết áp cao đấy, tăng cường trí nhớ đấy, làm việc căng thẳng này, rất tốt cho tăng cường chức năng gan, bổ máu, ngăn ngừa các bệnh thiếu máu và phụ nữ sau sinh, nói chung là rất là tốt. Tinh bột nghệ này cô chú anh chị có thể pha với lại mật ong, 2 thìa bột nghệ và 1 thìa mật ong, uống vào mỗi buổi sáng, rất tốt cho bác nào viêm rết dạ dày, hơi, rất là tốt. Đó. Ngoài ra ra còn có rất nhiều các loại mặt hàng như là gạo nứt này, bánh trung thu, rồi thì trầm, trầm hương thắp rất là thơm, rất nhiều các loại nông sản như hạt điều, mắc-ca nhé, đây hạt điều loại 1 này, hút trên không rất là tốt, một bì như này 500g giá 125k nhé. Đây hạt mắc-ca đây ạ, hạt mắc-ca rất là thơm ngon, một bì như này giá 125k nhé. Cô chú anh chị mua cũng số hotline còn ghi vào màn hình. Qua đây cũng cảm ơn cô chú rất là nhiều đã theo dõi hành trình của dâu và có mua ủng hộ cho dâu rất nhiều những sản phẩm trong thời gian vừa qua, thì cũng trích một phần để làm từ thiện. Qua đây cũng cảm ơn cô chú, các bạn rất là nhiều. Và bây giờ xin hẹn gặp lại và chào cô chú và hẹn cô chú vào những video tiếp theo. Bye bye.